Xin chào tất cả các anh em nha. Video này em cập nhật là một cái site đầu tư TDS trên một cái site cho net nha tất cả các bạn. Để em vào em rút tiền lần lần ba tất cả anh chị. Thì em đã rút tiền con này em sẽ sắp lấy vốn, anh chị bấm vào nút mi nè. Anh chị bấm vào một future re nè, dash blusher nè, cho net nè. Dạ em thông báo cho tất cả anh chị nào mà chưa chơi kèo forcer thì anh chị nên liên hệ với em để chơi kèo Phonsorer nghe các anh chị. Đây là một cái kèo cộng đồng, nó có một cái quỹ cộng đồng các làm lớn mạnh, một cái quỹ ở thế giới nghe các anh chị, nên không có sợ sự cam nghe các anh chị. Tờ này vô Phonsorer rồi rồi đem đánh test là anh chị nhấp lộn cho nét chứ em rút tiền về luôn liền luôn anh chị. Rồi anh chị vào thì anh chị bấm vào một wallet nè, wallet Satis nè. Rồi em đã đào, rồi em đã đào được bao nhiêu, gần 4 to cần nữa anh chị. Em rút nữa nè, chị bấm vào withdraw, anh chị bấm vào continue, anh chị nhấp vào password nè. Vì em khuyên tất cả anh chị vào khoảng một hai tiếng đồng hồ, vài tiếng đồng hồ anh chị vào rút anh chị. Biết sao không, sợ mình em không biết scam lúc nào, nên anh chị thu hồi vốn được bao nhiêu được anh chị. Rồi anh chị bấm vào nút don nè, phan cũng về chơi, về chơi, về chơi. Rồi dạ anh chị cố gắng copy cái link ghép của affiliate của mình để giới thiệu cho bạn bè và người thân để tăng tốc độ đào TDS này nghe các anh chị các bạn. Rồi em vào với chân link, em mở với chân link ra em mới rút 3,9 mấy tôi cần đó. Em vào mở ra coi có gì không. Rồi em vào trang lịch sử nữa các anh chị, rất là mau luôn các anh chị. Cứ nhấp vào em hôm em rút em cũng đã rủ vốn rồi các anh chị. Con này hiện tại chạy khoảng 4-5 ngày anh chị, theo kèo này thì chắc em đảm bảo với anh chị là chắc ăn lấy vốn được rồi. Vậy em chào tạm biệt tất cả anh chị, hẹn tất cả anh chị vào những video clip tiếp theo của em nhé.